Cậu đi về, bác cậu ơi, đi ra khỏi nhà tôi. Thương cháu thật lòng mà bác đừng có đuổi tôi. Bác ơi, cậu đi không? Đi không tôi xua chó ra cắn bây giờ. Bác ơi, à, thương cháu thật lòng mà bác. Ủa ba ơi, có chuyện gì vậy ba? Ủa anh Tâm Trúc, anh qua đây chi vậy? Trúc ơi, anh xin lỗi, em chắc em hiểu lầm anh rồi Trúc ơi. Ừ, em đâu có giận anh gì đâu, là do em hiểu lầm anh mà. Đó, bác thấy chưa, Trúc đâu có giận con cái gì đâu. Tôi không cần biết cái gì hết. Ba, cậu đi ra khỏi nhà tôi. Ba không thích quen con quen với nó. Đi, đi, đi ra. Ba, đi. Bác ơi, bác ơi, ba, bác. Đi. Bác ơi. Bác cái gì? Ba, sao ba làm gì kỳ vậy ba? Thằng này nó nghèo quá. Trời đất ơi, con biết không, bữa nay nè, ba có hẹn một thằng tên là Thiện. Đó, con của bạn của ba. Nó vừa giàu vừa đẹp trai, dễ thương nữa. Bữa nay á, tới gặp để giới thiệu con cho nó. Thôi, con không chịu đâu. Qua nhà không? Đó, mới nhắc nó tới thôi. Qua nhà không? Qua con bắt vợ nè. À, có con ơi, vô đi con. À, vô đi con. Ở đây có ai có bệnh không? Hả? Ở đây có ai có bệnh không? Bệnh gì? Truyền nhiễm đồ hô lao đồ gì có không? Trời ơi đâu có đâu con ơi. Vậy để cỡ ra cho an toàn chứ không thôi gì. Dạo này bệnh dịch đều dữ lắm. Dạ. Ừ con. Chào bác trai, chào bác gái. À, cái gì vậy? Trời đất ơi. Đây là con gái của bác. Tên là Trúc. À, bữa bác nói với con đó. Xin lỗi đây bác. Là Thiện đó con. Trời ơi. Lại em luôn á. Xin lỗi em lại em luôn á. Trời ơi nói lộn. Đâu biết đâu. Trời ơi con gái bác hả? Ừ. Trời đâu có ngờ, ngoài ngờ là ở ngoài đẹp dễ sợ luôn á. Lúc bác đưa hình con tóc ngắn, tự nhiên về tóc dài. Mới nối tóc quá em. Nhìn đẹp dễ sợ á, nối tóc dài nhìn đẹp nè, xưa tóc ngắn nhìn xấu quắc à. Dạ. Ông nói vui vui. Dạ vui, đánh con thiệt hả bác đừng giận. Bác. À, sao con? Dạ này bác khỏe không? Thôi, hổm rài trái gió trở trời, bác cũng thấy hơi mệt mệt. Dạ, thôi vậy con cũng mừng. Ủa, sao mừng? Dạ thì mệt ý là mình còn khỏe mình mới mệt. Chừng nào mà bắt nấu bắt bệnh á, sắp chết á, đó, cái đó mới sợ á. Trời ơi ba, vậy mà ba kêu dễ thương á. Có giỡn thôi mà. Giỡn à, em khỏe không? À, bác sao vậy? Trời ơi, ho mà ho hậu kiểu này chắc ho lao quá. Trời ơi, ho mà. Là ho lao đó. Bị đi khám chưa? Cái gì vậy? Sức khỏe dạo này dễ sợ lắm á, để em hỏi em con em khỏe không? Chắc em bệnh nặng đúng không? Bệnh gì? Hồi nó không dám trả lời, chắc này bị ung thư nè, cỡ này chắc. À, sao nó không dám nói vậy? Thôi mà, đừng có giỡn nữa. Dạ, đâu có giỡn đâu, nói thiệt mà. Vui tánh. Vui nào vui, nó nói thiệt. Hỏi thăm thiệt, vui nào vui gì, bệnh ung thư vui gì trời. Ba, sao ông nói chuyện vui vậy vậy? Không có đâu con, nói chuyện đàng hoàng đó thiệt. Dạ, đâu có đâu, tại vì hỏi thăm đi thôi. À. Thấy bữa nay qua nhà bác công nhận đẹp thiệt ha. À. Qua đây đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy á. Qua tới đây mới thấy nhà bác bự ghê luôn á. Công nhận nhà bác bự bằng cái hậu viên nhà con á. Trời ơi nhà dễ sợ. Trồng quá trời cây hả bác ha. Trồng cây đẹp ha. Đẹp chứ bác thích kiển lắm. Cây đẹp ha. Con bác trồng cây chi vậy? Ờ cho nó đẹp. Đẹp ha. Tính già quá non. Tính già quá non. Sao? Tại vì tính bậy. Ba cái cây này là trồng một cây được. Trồng nhiều cây phải không? Là thế nào nhà mình có gió. À. Gió mà lùa cho cỡ này. Thế nào có gió độc. Bữa nào cũng giật cho chết. Trời ơi trúng gió mà chết, mà cái vòng mà nó không chết á, mà nó bị lây lắc cái phải không, đó cái vòng đó mới khổ. Trời ơi đi xe lăn mà đại cũng đẩy mình bạc già rồi phải không, tao đẩy mình đi khó chịu kiểu mà tính mình làm không được gì á, mệt. Mà coi ảnh kìa. Không, ý là con dự phòng vậy thôi. Trời đất ơi nói chuyện cho đàng hoàng, có Thiện giỡn nào đâu, nói thiệt. Tánh con thiệt tình lắm, thấy gì nói đó, giận bác đừng buồn. Bởi vì thấy nhà bác này cũng động đậy nè, mà nhà cao cửa rộng kiểu này cũng đỡ bác ha. Lỡ mai mốt mà có chết thì khiêng hòm ra cũng được chứ không gì trơn. Sợ đất. Mấy cái nhà nhỏ hòm nó đụng phải đập cửa ra nữa mệt. Dạ. Nó giỡn. Nói thiệt. Giỡn hoài, tắt kỳ tao nói thiệt, nó giỡn hoài. Nè nè bác hỏi. Dạ. À, nghe nói là con học luật phải không? Sắp ra trường đúng không? Nhiều chuyện sợ vào, nhiều chuyện sợ biết hết đâu. À, học được bao nhiêu năm rồi con? Hai mấy năm rồi. Ừ. Nói gì kỳ vậy? Bác nghe nói học luật chừng 5-6 năm hay là gì đó mà. Bác hỏi mới kỳ. Thay vì ta hỏi con học luật được bao nhiêu năm rồi thì ta trả lời là 5-6 năm. Còn bác hỏi học mấy năm rồi, ta tưởng học ta gom từ cấp 1 lên tới giờ luôn đó.
Dạ, hỏi phải hỏi cho rõ ràng ra đúng không bác? Bác hỏi gì mới rõ ràng. Ông vô duyên thiệt luôn á ba. Cảm ơn bác khen. Bà cũng thấy hơi hơi rồi đó, có cảm thấy là nó hơi khó chịu. Đã, con á là cái niềm hạnh diện của gia đình con luôn á. Sao con? Ừ, luật sư tương lai mà. Luật kiếm tiền dữ lắm. À đúng 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 đúng, bác nghe nói là luật sư là có tương lai lắm á. À, con học chuyên ngành luôn á. Bác với cô bữa nào mà có ly dị á, ghé con đi giảm giá cho. Trời đất ơi, anh nói chuyện gì mà kỳ vậy? Đâu có, anh nói là nó dự phòng mình trừ hao cái gì cũng vậy. Ở đời đâu có ai ăn ở nhau hoài được em. Nhiều khi thiệt, đúng không bác? Mình trừ hao, cứ nói thí dụ bây giờ bác với cô á mà có á, thì đó con giảm giá 10%, còn không có là thôi, đúng không? Mà nếu mà nhận bác á là con là chưa ra trường mà con được hai mối rồi đó. Mối nào? Còn mối nữa là ba má con. Trời đất ơi, cái gì kỳ vậy? Trời đất ơi, ba má con tao nói gây lộn hoài à. Cái con nói trời ơi, bây giờ con cái ra trường bây giờ không xin vô chỗ nào được hết trơn á, thì bây giờ thôi tạo điều kiện cho con nó làm việc đi. Và gây lộn hoài cái con suối thôi ly dị đại cho đầu đi, để con có chuyện con làm. Suối em làm thiệt. Công nhận bà thương con dễ sợ. Em nói suối con không làm thiệt. Ly dị, má mày tao ly dị vợ mà không đầu chi tài sản ghê. Hay vợ chồng hay thiệt. Thương con bởi vì con thương ba má lắm. Bây giờ bữa nay mới nghe lời ba má qua để ra mắt bác này, hỏi cưới em nè. Ba ơi, đuổi ổng về đi ba. Không có đâu, từ từ để ba hỏi. Nè con. Dạ. Nếu mai mốt mà con lấy con Trúc thì làm vợ đó, thì con có đối xử tốt với nó không? Yên tâm bác, yên tâm. Riêng về cái khoản gia đình con là thiệt, cái từ xưa giờ không ai phàn nàn được gì chân tay gia đình giàu, bác hiểu không? Má con nói rồi, má con thương con dâu lắm. Cứ về thế nào cũng cho ăn ngập mặt à. Ăn kỳ nào mà lòi hồng thôi, nói thiệt á. Ăn mà thiệt mập thay á. Cái dòng ăn mập thay á, bác hiểu không? Thiệt. Má. Em mà bây giờ nó ốm nhóm nhất là tại vì bác không cho nó ăn nhiều. Sợ nó bệnh á, chứ nó này di chứng dữ lắm. Tại cô đẻ ra thì nó cũng yếu ớt giống mẹ nó là nó bệnh. Thành nên là cho ăn mập giống bác, đó là đẹp. Mặt mâm á, kiểu mặt mâm ăn mập tròn á nè. Mặt giống con không? Mặt mâm. Mặt mâm. Bác bị gì vậy? Bị ung thư vú hả? Hả? Cái sao, gì? Sao làm gì thấy bệnh bệnh gì? Tao mệt rồi. Tao nghe mày nói chuyện tao mệt rồi đó nha Thiện. Gì đâu mệt thì cũng nói trời sợ bác bị ung thư vú. Thế thấy nhiều khi bác cái bệnh đó nó nặng lắm á. Phổ biến lắm á nghe. Cái gì vậy? Tao nghe ba má mày nói. Mày học giỏi. Ha? Đẹp trai. Tao đâu có về mày khùng dữ vậy. Khùng đâu khùng. Trời ơi sao bác nói bác chửi khùng. Mày khùng quá. Thôi mày đi về đi. Đi về. Trời tự nhiên kêu tao đi về thôi. Để bữa nào con ghé lợn thăm bác. Chứ đi về bữa nay chắc bác mệt rồi bác nói chuyện vậy thôi. Bữa nào con ghé lợn thăm nha. Hả? Bữa nào con ghé lợn thăm bác. Thăm tao hả? Thăm mày nói thăm mày hỏi hoài mệt. Thăm chi? Thăm bác chứ để chiều con ghé lợn. Con sợ bây giờ con về rồi thấy bác bệnh nặng quá rồi lỡ biết có tao qua khỏi tối nay không. Chứ mai sáng trở lại bác chết rồi bác công nữa. Dạ dạ con xin lỗi. Để thôi. Bữa nào bình tĩnh thì con qua nói chuyện. Ê, đi, đi về. Đi về mày. Ba, ba, khó quá. Ba đừng có tức quá mà ba. Đó ba thấy chưa, lấy một người giàu mà nói chuyện vô duyên như vậy á, làm sao mà con chịu nổi hả ba? Bà cũng đâu có biết mà nó khùng dữ vậy. Dữ vậy? Làm gì vậy? Kiếm gì vậy? Kiếm cái gì vậy? Lượm lượm giùm khẩu đang, lượm giùm khẩu đang. Rồi đây. Nè. Kiếm cái gì? Nhà mình ngoài bác với em có ai nữa không? Không. Thường có ai hay vô nhà mình ăn cắp vặt không? Mày nói vậy là sao? Hả? Tự nhiên... Mày giàu giùm đơn cấp của mày à? Không có, tự nhiên vô cái chợ, vô chợ ra mất cái nón bảo hiểm rồi. Tự sao ai lẻ thì cái nhà này ghê thiệt mới vô. Đây nè. Đây kìa. Cái mũ anh nè. Trời đất ơi, nãy giọng nói sớm. Hừ. Đánh hư dễ sợ. Thấy người ta đi biết cái nón để đây mà không chịu kêu nè. Ghê thiệt, tánh tham dễ sợ tham em thiệt. Nhìn mặt đẹp cái tham tham cái nón, biết nhiêu tiền nè. Tặng nè, 30 ngàn à. Nó nấu 60 nhưng mà trả giá gần chết được 30 á là tặng luôn nè. Mày điên hả mày? Mày đi ra khỏi nhà tao. Tao xua chó nó cắn bây giờ. Trời ơi bác ngộ quá. Thiệt mở cửa cho con chó mày dê ra cắn ra mày coi. Trời ơi bác ơi bác nói chuyện đàng hoàng nha. Khách bác thả nguyên cái nhà ra coi cắn nổi con không á. Thiệt á. Trời bác. Làm bác làm gì vậy? Vậy làm gì? Đi đây. Trời. Hả? Giàu mang giúp lầu. Thấy không? Là thấy là biết kêu rồi. Xin lỗi bác nha, bác ăn nói đàng hoàng nha. Đừng đụng tay đụng chân nha, nãy giờ bên này nói chuyện lịch sự nha, bây giờ sao muốn chơi tay đôi phải không? Chơi chơi à. Muốn chơi không? Thấy bên này chơi mạnh hơn bên kia, bên kia là thấy yếu quá rồi, hô lao ung thư vú rồi quá trời đó. Ung thư hả? Ung thư. Ung thư. Bắt là bắt. Trời ơi. Hay chậu dép ba. Ba đừng tức quá là ba. Anh đi về đi. Lấy đôi dép luôn, khỏi cho mang, đem về để đi toilet ha. Tối bắt nghe nè. Định qua hỏi cưới thôi, thấy bác sổ sàng quá, thấy là không xứng rồi. Nói chung là ngu tầm ngu, mã tầm mã, hàm răng tầm hàm răng. Gia đình này coi bộ không hợp gia đình này rồi thôi. See you Karem ha.
Trời ơi, mất dạy. Đó mà thấy chưa? Ai biết. Người gì đâu mà vô duyên ơi là vô duyên luôn. Nó khùng quá đi thiệt à. Vậy mà ba đòi ảnh lấy làm chồng cho con hả? Ba cũng không biết đâu. Thôi ba sẽ...